Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, sau 5 năm đàm phán, 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TTP đã đạt được những thỏa thuận lịch sử về việc cắt giảm hàng loạt thuế quan từ mặt hàng ô tô đến nông sản. Với tổng dân số khoảng 804 triệu người và kinh tế đạt khoảng 40% GDP toàn cầu, TTP được kỳ vọng sẽ đem lại những cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết năm 2015, lĩnh vực hội nhập quốc tế về kinh tế đã đạt được nhiều thành quả to lớn như hội nhập thành công vào cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC, ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA, hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu v.v. Trong đó có các hiệp định tự do thương mại kiểu mới mà điển hình là TPP đã kết thúc đàm phán và sẽ có hiệu lực trong thời gian sắp tới. TPP là một hiệp định chất lượng cao, tham vọng lớn, cân bằng lợi ích nhưng có tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước thành viên, thì chúng ta đề nghị các bạn là phải thực hiện tốt cái nguyên tắc này. Và trên thực tế thì qua quá trình đàm phán và đến khi kết thúc tại Atlanta, 11 đối tác đã nghiêm túc thực hiện theo đúng cái sự thỏa thuận này. Và chính vì thế cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục từ Hawaii cho đến Atlanta yêu cầu 11 nước còn lại dành cho Việt Nam thêm cái mở cửa thị trường, nhất là những lĩnh vực chúng ta có lợi thế. TPP đem đến các cơ hội chính cho nền kinh tế Việt Nam, cải thiện cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu, mở thêm thị trường cho hàng hóa của Việt Nam, tham gia các chuỗi sản xuất khu vực và quốc tế ở bậc cao hơn và sâu hơn, tạo thuận lợi cho tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện môi trường thể chế, tăng tính hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, tạo năng lực sản xuất mới và tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi mới, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực cũng đem lại nhiều thách thức. Đối với Việt Nam, đó là các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, yêu cầu về minh bạch hóa và các nguyên tắc nhằm đảm bảo doanh nghiệp nhà nước sẽ cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp tư nhân. Với hiệp định TPP sẽ đặt ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam như tạo ra sức ép cạnh tranh trực tiếp đối với sản xuất trong nước từ việc giảm thuế nhập khẩu, mở cửa thị trường dịch vụ đầu tư v.v. Đồng thời, tạo ra sức ép hoàn thiện môi trường thể chế và điều chỉnh hệ thống pháp luật trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam. Ký kết TPP thì cái chăn nuôi là sẽ bị sức ép rất lớn, bởi vì là khi mà cái thuế suất bằng không ấy, thì các sản phẩm nông nghiệp của các nước trong cái ký TPP sẽ vào Việt Nam. Đấy, thứ nhất là chúng tôi đề xuất là sẽ có chính sách hỗ trợ, là hỗ trợ về lãi suất ngân hàng là 100% trong vòng 3 năm. Và cái thứ hai là hỗ trợ cả vấn đề những cái mô hình làm điểm, là sẽ hỗ trợ về kinh phí để làm sao mà những cái mô hình làm điểm nhân rộng ra được. Để doanh nghiệp hiểu hơn về TPP, trong thời gian tới đây, đoàn đàm phán của Việt Nam sẽ cùng các nước TPP rà soát hiệp định, sau đó nhanh chóng công bố thông tin về hiệp định tới người dân và doanh nghiệp để người dân và doanh nghiệp có thể chuẩn bị trước những thách thức, yêu cầu của TPP. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, TPP đàm phán xong những vấn đề then chốt với gần 20 lĩnh vực xếp vào loại khá phức tạp, nhạy cảm trong việc mở cửa thị trường. Việc Việt Nam chúng ta có thể tham gia thành công vào TPP sẽ là một bằng chứng hết sức thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là gì? Nền kinh tế đang phát triển. Nếu quyết tâm có thể tham gia vào một hiệp định toàn diện và tiêu chuẩn cao. Và nếu có sự giúp đỡ của các nước thành viên tham gia hiệp định đó thông qua các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật cũng như thông qua các linh hoạt cần thiết trong việc thực thi cam kết thì một nước đang phát triển hoàn toàn có thể tham gia vào TPP. Có thể nói, TPP được ký kết sẽ thiết lập mặt bằng thương mại tự do chung cho các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương với phạm vi rộng và mức độ cam kết sâu. TPP được đánh giá là hiệp định thương mại của thế kỷ 21.